Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024, mời các bạn cùng chúng tôi điểm tin nóng trong 24 giờ qua. Hàng loạt nông sản Việt rất hot trên thị trường quốc tế. Mới đầu hè, miền Bắc đã nắng nóng trên 42 độ C, những ngày tới còn gay gắt hơn. Mưa đá, lốc xoáy, quét bản làng, nhà sập ở huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tiền Giang mở 114 vòi và 63 bồn nước công cộng miễn phí cho người dân. Đồng Nai, nhân viên bảo tồn kiểm lâm tiếp nước và khoáng chất cho thú rừng mùa khô. Công an Phú Thọ bắt tin đền hùng thất thổ trên mạng xã hội. Bắt đối tượng do đám tang lấy trộm hòm phun giếng hơn 100 triệu đồng. Khống chế đám cháy trên núi Đa Chồi ở Sơn La. Ngâm dòng đá để chữa bệnh, người phụ nữ gặp sự cố nuốt dòng trong khi ngủ. Đoàn thám hiểm hang động Anh Việt và Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa phát hiện 22 hang động mới, 3 hang khảo sát bổ sung. Xẻ núi, giá sạt lở hầm đường sắt núi Phú Yên và Khánh Hòa. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng, địa chỉ số 30, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.